chiều đánh xe xe nghe quan thầy ca đoàn giới trẻ đồng hương hướng nhân 24 từ ảnh thứ 3 thứ 5 Thank you.
thành lời kinh ngà ngọc để phù vân không che nỗi mòn sang trần bước trong bình an. Lạy mẹ Maria mẫn con xin thương giúp con đây già em con. Lạy mẹ đấng siêu thiên lớn hãy chuyên chăm lần chỗ mong con. Nguyện từ nay con xin đoan hiếu luôn trung thành lời kinh ngàn ngọc.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.